Chào mừng các em đến với tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn là chủ đề thứ tư, vẽ tranh tĩnh vật. Và bài hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài số 10, vẽ màu bài lọ hoa và quả. Tương tự bài vẽ theo mẫu tiết trước, thì tiết hôm nay chúng ta cũng có các tiến trình sau đây. Thứ nhất là phần chúng ta quan sát nhận xét. Thứ hai là hướng dẫn cách vẽ. Và thứ ba đó là phần chúng ta tiến hành thực hành bài vẽ. Ở phần quan sát nhận xét thì cô đưa lên sưu tầm ba cái tranh này cho các bạn quan sát về cái cách thể hiện hoa, quả, lọ cũng như là nền xử lý khác nhau. Mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Có người sử dụng nền tối để cho lọ hoa, bình hoa và quả nổi bật sáng lên. Có người thì chỉ cần nhấn xung quanh hoa, quả thôi để làm nổi bật những cái cần thiết. Có người thì sử dụng những gam màu nhẹ nhàng để tạo những cái đường nhấn, độ được tạo được độ chuyển làm nền. Thì tùy theo ý thích mà chúng ta sẽ chọn nền, cách thể hiện nền như thế nào theo phong cách của riêng mình. Và lưu ý, đây là bài tranh tĩnh vật màu, cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải thể hiện màu sao cho màu của quả, của lọ, của hoa sao cho có độ chuyển nhẹ nhàng, thể hiện được vật mẫu nổi bật lên trên một cái nền mặt phẳng. Mặc dù là giấy nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó nổi lên. Mọi người nhìn vô là tưởng đâu là gì, tranh thật, những quả thật chứ không phải là hoa và quả giả nữa. Đó chính là cách xử lý của chúng ta. Ví dụ đối với màu, đối với quả táo thì chúng ta sẽ lựa chọn những màu sau đây. Ví dụ là màu vàng nhạt, vàng cam, cam đỏ, nâu đỏ, để chúng ta nhấn. Chúng ta sẽ chuyển từ nhạt sang đậm, chuyển từ màu nhạt sang màu đậm. Tương tự như vậy đối với các quả khác cũng vậy, chúng ta sẽ tự cảm nhận màu sắc trên những cái quả sao cho hài hòa và phù hợp. Hai hình trên là hướng dẫn cho chúng ta cách đặt mẫu. Thì cô yêu cầu các em cùng nhận xét hướng ánh sáng chính chiếu vào hai vật mẫu là từ bên nào qua. Chúng ta có thể nheo mắt lại để cảm nhận màu ánh sáng từ bên nào sáng nhất, thì đó chính là ánh sáng chính. Rồi bóng đổ của hai vật mẫu nghiêng về phía nào, và vật mẫu nào sáng hơn, vật mẫu nào tối hơn. Thường thì vật mẫu nào sáng là do cái màu nó sáng, cho nên là cái độ sáng của nó sẽ sáng hơn. Còn vật mẫu nào tối hơn thì đến ví dụ đó với vật mẫu nào có màu thì nó sẽ tối hơn. Rồi nền trên và nền dưới được thể hiện giống hay khác nhau thì chúng ta nhìn thấy rồi đó. Nếu như nền trên sáng thì nền dưới tối, hoặc ngược lại, nền trên tối thì nền dưới sáng. Miễn làm sao cho lọ hoa và quả nổi bật. Rồi cách vẽ thì đầu tiên ở đây cô vẽ phác để cho chúng ta thấy. Vẽ phác lọ hoa và quả thì do cô vẽ bằng bút màu, vẽ trực tiếp luôn ha, không sử dụng chì, cho nên là sử dụng những cái màu của hoa, của lá, của lọ, của quả để vẽ luôn trực tiếp. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ màu cho lọ, hoa và quả. Chúng ta chuyển màu, có nghĩa là đối với hoa và quả, hoa, lọ và quả chúng ta cũng thể hiện cho nó có đậm, có nhạt, chuyển nhẹ nhàng
trong tối có sáng và trong sáng có tối. Ví dụ đối với cái hoa này cô sử dụng không chỉ màu cam không, mà có thể là màu vàng 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 nghệ nè, rồi màu cam, màu đỏ đô, màu đỏ đậm để chuyển, màu tím cũng vậy, cách sử dụng màu tím nhạt, tím đậm và tím hoa. Lá cũng vậy, chúng ta cũng sử dụng gam màu xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh lá non, xen kẽ để nhấn. Tương tự quả, quả lê cũng vậy, chúng ta cũng sử dụng gam màu vàng nhạt, chút một ẩn một chút xanh lá và vàng đậm ở bên dưới. Sau khi vẽ xong lọ, mà vẽ xong màu cho lọ hoa và quả thì chúng ta sẽ tiếp tục nhấn nền. Đó, thì cách nhấn màu nền nó đơn giản và chúng ta sử dụng một cái gam màu tối viền và chuyển tải nó từ dưới lên, ở dưới đậm chuyển lên nhẹ dần. Và tương tự bên đây thì chúng ta sẽ sử dụng gam màu nhạt hơn để chuyển, để thấy được bên sáng và bên tối. Đối với nền dưới cũng vậy, chúng ta cũng lựa chọn một gam màu để chúng ta vẽ. Ví dụ có thể chọn màu xanh dương, màu tím hoặc là màu cam, màu đỏ gì đó, miễn nó đừng có trùng với lại hai cái vật mẫu bên dưới để chúng ta chuyển tải. Đây cô gọi là vẽ nhấn màu nền chứ cô không có phải là tô nền, cho nên mấy bạn lưu ý cách nhấn nền của cô đơn giản như thế. Chúng ta nên cho một chút màu của quả ánh xuống phần nền dưới để tạo nên bóng. Bước vẽ màu lọ hoa và quả. Đây chúng ta sẽ cùng quan sát về cái cách cô hướng dẫn lại cách nhấn nền. Thì các bạn sẽ sử dụng chọn một trong hai màu để chúng ta nhấn nền, làm cho cái lọ vật mẫu chúng ta tách với lại cái nền dưới, nền trên và nền dưới. Thì chúng ta sẽ dùng màu đen để chúng ta viền bên dưới đáy của lọ của quả và cho màu của quả và lọ ảnh hưởng xuống màu nền. Sau đó chúng ta chuyển tải hòa với lại cái màu nền mà chúng ta lựa chọn. Đối với quả táo thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ, quả táo có độ bóng cho nên là khi chúng ta vẽ thì chúng ta nhớ chừa cái ánh sáng bóng bẩy của quả táo để thấy được nó nhẵn nhụi ha. Chúng ta tô theo cấu trúc của quả, nó là đậm ở phần trên và hai bên và đậm ở phần dưới, từ dưới chuyển lên và cái khoảng giữa chúng ta cho nó chừa sáng một xíu, không tô vô. Đối với quả cam thì chúng ta sẽ sử dụng những gam màu như là màu vàng, màu xanh lá nhạt, màu xanh lá đậm, màu nâu để chúng ta vẽ. Do chất liệu quả cam nó sần sùi cho nên khi chúng ta vẽ chúng ta sẽ dùng cái bút chì để chúng ta quay để tạo nên độ sần sùi của quả cam. Đối với lọ thì do chất liệu nó bằng sứ màu trắng cho nên chúng ta sẽ thể hiện nó nhẹ nhàng hơn chứ không có diễn tả đậm. Đó, bạn nào vẽ chì thì chúng ta lưu ý cái bài chì để chúng ta thể hiện đậm nhạt sao cho phù hợp. Đó là một số cách gợi ý nhấn nền cho các em tham khảo. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ màu lọ hoa và quả theo các bước cô hướng dẫn. Ở đây chúng ta sẽ tham khảo thêm một số cách thể hiện màu nền và vẽ đậm nhạt lọ có hoa và quả mà cô đã sưu tầm.
nhau nữa, cho nên là tùy theo ý thích mà chúng ta thể hiện. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu chúng ta hoàn thành bài ghi chuẩn bị cho cô bài sau, đó là bài sơ lược về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ năm 1954 cho đến 1975. Và chúng ta sẽ trả lời phần câu hỏi sách giáo khoa ở cuối bài. Dụng cụ chuẩn bị cho tiết học sau vẫn là tập ghi sách giáo khoa, bút, bút dạ, phước. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào tuần sau. Cảm ơn các em đã